Định á? Thế thì có quay được không? Hoặc là để quay không nhỉ? Hay chị xuống nhỉ? Trời ơi, 3, 4, 5 cái tí của ông chả giờ ông quay ông thôi. Nhân viên đi gửi đông lạnh cho khách hàng, đón hàng của khách hàng xong Bình Định gửi ghế về. Đây được rồi. Chào em. Chào chị ạ. Ừ, chào em. Em ở đâu về? Em ở đây. Ai vậy? Anh ra, anh chắc không gửi cho 27 triệu lấy cả đấy có thể. Đắk Nông cứ rút Đắk Nông vừa mua rồi bây giờ lại bắt đầu đầu tư làm đông lạnh. Dẫn cho khách hàng em ở Thái Bình. Bây giờ là chạy chân hướng dẫn cho khách hàng ở Thái Bình về với trang trại Đinh Xuân. Anh bây giờ tiến sẽ tiến hành tiến hành ký kết hợp đồng với bà con để bao tiêu thu mua, đóng dấu đầy đủ, hai bên cùng đọc rõ cam kết và sẽ ký hợp đồng. Đấy, và sau đó sẽ gói tiến hành gói chín dế cho bà con. Thì trang trại Xuân có hai nơi, một chín một ba căn trinh, chúng tôi nuôi cả trên tầng thượng và cả dưới mặt đất để cho bà con tiện mô hình nào áp dụng mô hình ấy. Bà con truy cập tại website trang trại thanh xuân .com để nắm được thông tin về chăn nuôi. Hôm nay thì để quay thêm một số video thu mua cho của khách hàng up lên để bà con xem. Để trang trại Xuân thu mua ở 119 Tam Trinh cũng được, hoặc 208 Tam Trinh có hai khu thu mua đã kè bọ cạp. Chắc là sáng mai thì tôi sẽ quay khu thu mua tắc kè bọ cạp. Tiện là quay đóng hàng gửi đi cư rút Đắk Nông cho bà con, là cư rút Đắk Nông thì tôi sẽ quay mua luôn để thấy hoạt động của trang trại về tắc kè bọ cạp và hoạt động về thu mua bao tiêu về dế mèn cho bà con. Dế mèn thì chúng tôi có khu thu mua 208 Tam Trinh, hoạt động suốt ngày. Tối đêm 10 rưỡi khách hàng vẫn còn gọi để lấy hàng. Dế tối hôm qua đây còn chưa kịp, mà có video mà chưa kịp up lên cho bà con được xem về cái tình hình hoạt động như thế nào của trang trại Xuân. Đây là em khách ở Thái Bình. Em ở đâu ở Thái Bình hả em? Thư à? Cái này ký kết hợp đồng đầy đủ, hai bên sẽ thực hiện đúng cam kết cho trang trại Xuân và những điều khoản mà có rõ ràng để hai bên cam kết thực hiện. Bà con khi đến mua thì sẽ được đọc cái cam kết đấy, và hoặc là tìm hiểu trước để chúng tôi sẽ giới thiệu, chúng tôi nói về cái cam kết trước để bà con đồng ý thì bà con sẽ lên để lấy giống chính dế và cứ theo cái hợp đồng mình làm cho nó chắc chắn về đầu ra, giá cả đầy đủ. Chúng tôi niêm yết giá ở trên website như nào thì cam kết như vậy, không thay đổi giá cho bà con. Số lượng cân thu mua bao nhiêu là chúng tôi sẽ báo cho bà con trước, bà con đồng ý rồi lên để lấy. Trong thời gian bán dế cho trang trại Thanh Xuân thì bà con có thể bán tối thiểu từ 5 cân trở lên cũng được, không cần phải bán nhiều, không ép, chúng tôi không ép. Nhiều nơi là bị ép số lượng.
đấy, bị ép số lượng là phải bán đủ hay như nào chúng tôi. Dế thì nó đẻ ngày nào nó cũng đẻ đấy, từ khi bà con lấy trứng của trang trại Anh Xuân thì bao giờ bà con bán cái lứa đầu tiên đấy, sau đấy, sau cái lứa đầu tiên đấy bà con để lại giống, và từ cái giống đấy nó sẽ đẻ liên tục đấy. Từ khi bà con để cái dế trứng lại để làm giống đẻ thì ngày nào nó cũng đẻ, ngày nào nó cũng có trứng, thì kết hợp với cái lượng trứng khi nó nở ra và sau trên dưới 35 ngày, trứng nở khoảng tầm trên dưới 8 ngày đấy. Vào thời tiết mùa hè, thời tiết mùa lạnh thì mình sẽ có bóng đèn vào để cho nó nóng lên. Thế đấy, rằng trang trại để giải thích rõ ràng để bà con nắm được nhé, sẽ giải thích tất cả mọi các cái cặn kẽ để bà con hiểu được. Ví dụ như thời gian thu hoạch trứng là 10 ngày, cứ cho là 10 ngày đi, cộng với 3 trên dưới 35 ngày là thành 45 ngày. 45 ngày là bà con bắt đầu là có cái dế giống rồi. Trứng dế của tôi đã sản xuất để đây được vài hôm, về tới nhà bà con thì sẽ dao động 1, 2, 3 hôm, 5 hôm. Đấy, chẳng hạn như thế, tùy tình khay trứng chúng tôi sẽ ghi ngày cụ thể là nó nở. Thế khi mà nó lớn lên, nó thành cái dế bố mẹ rồi. Đấy, thì sau khi trứng nở, cộng thêm mấy 35 ngày, trên dưới 35 ngày nữa, có người nuôi tốt thì 33 ngày, có người nuôi chậm thì 35 hoặc 37 ngày là thành dế trưởng thành và đẻ rồi. Thì từ khi nó đẻ, thì bà con tính nhá, mọi người có rất nhiều người không hiểu nhưng mà cứ nói là thời gian khi bán cái lứa sau lâu lâu. Đây tôi sẽ tính như này, lứa sau là bắt đầu nhá, từ cứ cho là 37 ngày nó bắt đầu đẻ nhà, thì ngày đầu tiên đến ngày nó nở trứng là khoảng 8 ngày. Đấy, 8 ngày cộng thêm với 35 ngày là 43 ngày. 43 ngày thì bắt đầu nó đẻ trứng cái lứa tiếp theo, đúng không ạ? 43 ngày thì mới được có một tháng, coi như một, cứ cho là một tháng rưỡi đi, đúng không ạ? Đấy, đấy, thì một tháng rưỡi sau là bà con đã có dế lại bán lại cho trang trại Thanh Xuân liên tục rồi, đúng không ạ? Một tháng rưỡi là bán liên tục rồi và ngày nào dế nó cũng đẻ, ngày nào dế nó cũng đẻ, cho nên là ngày nào cũng có dế xuất cho trang trại Anh Xuân. Đấy, thì trang trại Anh Xuân sẽ cho bà con cái thời gian dao động là 6 tháng từ khi trứng nở. Đấy, 6 tháng từ khi bà con mua trứng của trang trại Anh Xuân thì bà con sẽ bán cho trang trại Anh Xuân một lần hoặc nhiều lần hoặc theo cam kết càng tốt, định mức chúng tôi không ép, để làm sao bà con có thể tự bán ở bên ngoài, còn thừa lại sản phẩm bán cho trang trại Anh Xuân cũng được, không ép, mua từ 5 cân trở lên là được rồi. Đấy, còn khi sau khi cái quá trình mà mình nuôi mình đã bán cái lứa đầu rồi, đúng không ạ? Lứa đầu rồi là từ khi trứng nở cộng thêm với trên dưới 35 ngày là cứ cho là khoảng tầm 43 ngày đấy. Thế từ khi trứng bà con đã bán lấy dế cái lứa đầu tiên rồi thì sau đó nó nở, nó đẻ liên tục. Đấy, tôi vừa phân tích ở lúc trước đấy, ngày nào dế cũng nở, thì trong vòng 3 tháng có nghĩa là bà con muốn bán đi đâu bà con bán, nhưng mà cũng phải bán ít nhất là về cho trang trại hơn 5 cân, để làm sao chúng tôi có cái đầu vào của bà con, để chúng tôi còn phải cân đối cung cầu. Đấy, để làm sao bà con có thể vừa bán ra ngoài thị trường, lấy cái thị trường gần nhất của bà con, hoặc là bà con muốn bán đâu tùy. Cái hai nữa, bà con cũng phải khi hợp đồng với trang trại Xuân, nó gọi là cái hợp đồng, thì sẽ có cam kết giữa đôi bên là thỏa thuận. Bây giờ bà con có thể là bán lại cho những cái trại nào người ta không mua thì bà con trách móc là người ta không mua, thế nhưng bù lại thì trang trại Xuân mua cho bà con theo cam kết, thì bà con ít nhất cũng phải bán về cho chúng tôi 3 tháng liền cũng phải có 5 cân. Đấy, từ cái lứa dế đầu tiên bà con bán.
đấy, từ đấy trở đi thì bà con kể cả bán đi đâu thì bán, nhưng ít nhất bán mỗi cứ ba trong vòng 3 tháng bán về đây 5 cân cũng được, không bắt ép, không phải là 1 tháng hay là 2 tháng hay 1 nửa. Đấy là cho nó thoải mái, đây là gọi là nói là thế thôi. Chứ để cho bà con đừng bỏ trang trại Anh Xuân mà bán đi đâu cả. Tại vì chúng tôi là rất cần cái nguồn hàng, chứ không phải hứa xương hứa hão. Bây giờ để đã gọi là hợp đồng thì nó phải có những cái cam kết ràng buộc lẫn nhau. Bây giờ chúng tôi mông lung khi bà con mua giống mà bà con cứ bán đi đâu hàng năm trời ấy. Xong sau đó thì ế thừa rồi thì quay lại để bán cho chúng tôi. Thì như thế chúng tôi rất là bấp bênh. Thế nên là phải có cái cam kết rõ ràng, khi bà con nào mà mình hiểu được cái vấn đề đấy, mà mình ai mà có cái phân tích ấy, thì người ta thấy cái cam kết của tôi nó rất là hợp lý, mà nó rất có lý đó. Chứ không phải là chúng tôi bắt bẻ một cái gì đối với khách hàng đâu bà con nhá, không phải bắt bẻ, mà đấy là gọi là cam kết rất là thoải mái. Thế thì bây giờ chẳng lẽ cam kết thì bảo anh bán thì bán, cho tôi thì bán, mà anh không bán cho tôi thì tùy anh, như thế nó không phải là cam kết đấy. Xin thưa bà con là như vậy. Thế nên cái hợp đồng bà con xin mời làm sẽ làm đúng hợp đồng đấy, để làm sao hai bên cho nó đỡ bị trông chờ. Chúng tôi chỉ chuyên cấp giống thôi, cho nên chúng tôi sẽ bao tiêu cho bà con cái lượng dế rất lớn, kể cả bà con bán một có một lứa bà con cam kết bán cho chúng tôi 2 tạ một tháng thì bà con bán một lần luôn cũng được, hoặc bà con chia ra cũng được. Thường là dế đông lạnh thì bà con có thể gom vào và đủ thùng thì bà con chuyển, thế còn dế sống thì nó sẽ đẻ hàng ngày, nên là bà con có thể bán theo tuần hoặc là bán theo đợt. Đấy, khi nào bà con thấy nó hòm hòm thì bà con đóng thùng và gửi về liên tục không sao cả, miễn là đủ số lượng hoặc là ít hơn số lượng là chúng tôi bắt buộc phải thu mua cho bà con. Đấy là một hợp đồng và đóng dấu đầy đủ của trang trại Anh Xuân. Khi bên nào làm sai bên đó sẽ chịu trách nhiệm. Đấy là một cái video mà tôi sẽ nói kỹ càng hơn về cái việc thu mua, bởi vì là thực sự ra là trang trại Anh Xuân là làm việc rất rõ ràng. Khách hàng đến với trang trại Anh Xuân là phải thoải mái và được tìm hiểu mọi thông tin trước khi bà con bắt tay vào mua giống. Đây bạn này là ở Thái Bình, cũng định để một là làm dế sống, hai là làm dế đông lạnh. Trước tiên hôm nay bạn ấy lấy gói 12 triệu để mang về và cho bạn ấy suy nghĩ thêm, để bạn ấy đầu tư làm thêm một là dế sống. Nếu mà dế đông lạnh thì bạn sẽ đầu tư gói vốn lớn hơn một chút nữa để làm đông lạnh. Đông lạnh thì sẽ thu mua rất là số lượng rất là lớn, bà con nào phải chuyên nghiệp làm thì với thu mua về đông lạnh. Còn nếu mà làm lắng tráng mà làm gọi là cho nó có sản phẩm thôi, không chuyên tâm thì chúng tôi sẽ không cho, không làm với bà con như vậy, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng vì dế đông lạnh trong người ăn. Thế nên là bà con chuyên tâm thì chúng tôi sẽ thế làm ổn, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con làm đông lạnh và những sản phẩm đông lạnh thì sẽ phải hướng dẫn thêm một số các cái bí quyết nữa, hướng dẫn riêng, chứ chúng tôi không đưa lên mạng hoặc chúng tôi cũng không để tràn lan đấy, để có một cái hai bên thì cũng phải đồng thuận với cái hướng dẫn đấy để làm cho nó tốt về sản phẩm. Anh chị em trên toàn miền là cũng hợp tác với trang trại Đến Xuân, chúng tôi bao tiêu cho bà con rất là nhiều, rất nhiều anh. Các trang trại mọc lên từ trong Nam ra Bắc và các anh chị cũng nhờ bên trang trại Đến Xuân tiêu thụ khá lớn về cái lượng đông lạnh, dế đông lạnh hoặc là dế sống. Chúng tôi cũng bao tiêu cho bà con từ tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Bà con chăn nuôi thì có người là chăn nuôi tốt, có người áp dụng đúng kỹ thuật, có người làm nó không đúng kỹ thuật hoặc là nó không được chuẩn, hoặc có thể áp dụng theo các phương pháp hướng dẫn ở các video ở trên mạng thì nó không chuẩn với hướng dẫn thì bà con làm nó sẽ có thể ảnh hưởng hao hụt. Hoặc là bà con ví dụ như là người nuôi thì tại sao những người nuôi lứa đầu đấy mà trên video thì người ta bán được rất là nhiều, đấy, có người bán được ít, ví dụ như là trong quá trình nuôi để hở thùng này, để hở nắp thùng thì thành thùng nó vào nó ăn những con dế nhỏ đi đấy, hoặc là trong quá trình nuôi thì cái lượng rau không đảm bảo nó chuẩn đấy, có thể là dế nó lột xác thì các cái con khác nó ăn, cái con mà lột đi nó hao hụt đi đấy, rồi
chuồng nuôi ẩm mốc chẳng hạn, thì tất cả những kỹ thuật đấy chúng tôi sẽ hướng dẫn đầy đủ ở trong tài liệu, hoặc là bà con có thể hỏi thêm trong thời gian mà bà con chăn nuôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn tận tình cho bà con. Đấy, nên là bà con cứ hoàn toàn yên tâm. Còn tất cả các cái kỹ thuật nuôi thì nếu khó khăn ở cái mức nào, ở cái mục nào thì bà con xin mời cứ nhắn tin hoặc điện thoại cho trang trại Thanh Xuân, chúng tôi sẽ hướng dẫn tận tình cho bà con để khắc phục những cái khó khăn đó trong quá trình chăn nuôi. Bây giờ sẽ tiến hành gói trứng dế để bà con vận chuyển cho nó an toàn. Trứng dế sẽ lấy đầy một cái khay trứng như thế này, để cho bà con xem trứng rõ ràng, đầy một mặt một cái khay trứng này, và trứng để nằm nguyên vị trí để cho nó nở đều đẹp. Rất nhiều bà con về cho trứng nở và đã nhắn tin bảo nói với trang trại Xuân là lượng trứng nở rất là đẹp, và cũng có quay rất nhiều clip để gửi cho trang trại Thanh Xuân. Đấy, cái dế này thì bà con về tự nhân ra, không cần phải đi thu, không cần phải mua giống nữa. Dế đẻ rất nhiều từ lứa sau, bà con muốn đẻ ra hàng tạ bao nhiêu cũng được, quan trọng là cái kỹ thuật và cái giá thu mua cho bà con thôi. Đấy là một số các cái điểm mà chúng tôi sẽ gửi đến bà con, thì mong rằng bà con sẽ thực hiện đúng. Xin cảm ơn bà con rất nhiều. Bà con tham khảo cái website trang trại thanh xuân.com, các kênh YouTube trang trại Thanh Xuân, kênh 1 cho đến kênh 5 để được giải đáp những video. Trên những video của bà con cứ lắng nghe để thấy được những cái thông tin mà bà con đang cần tham khảo. Cảm ơn bà con. Bây giờ tiến hành gói trứng cho khách hàng.